Chào mừng tất cả mọi người đang đến với chuỗi podcast School Life Ship. Đây sẽ là một chuỗi podcast để cho chúng ta nói về những câu chuyện học đường và câu chuyện học đại học như thế nào nha. Và hai khách mời ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những điều thú vị để chia sẻ với tất cả mọi người với một chủ đề đó chính là cửa đại mở ra nở hoa hay bế tắc. Và wow nghe chủ đề thôi là mình thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện để mình có thể chia sẻ trong ngày hôm nay và xin được giới thiệu hai khách mời đầu tiên đó chính là anh thái sơn big box và tiếp theo đó chính là bạn trịnh trần à, chắc là cũng phải giới thiệu một chút về hai khách mời cho mọi người được biết ha thì à, thái sơn big box là anh được biết tới là chàng trai vàng của làng big box châu á à, à, vàng Việt Nam ở đâu vậy Rất <laughs> <laughs> là mình được cái uh, cúp vàng ở à. châu á thì người ta hay gọi là chàng trai vàng trong làng big box ừ, ừ. quá là tuyệt vời luôn còn uh, bạn uh, Trịnh trần thì gọi là tay chụp vàng trong giới nhiếp ảnh oh nghĩa là hôm nay podcast này mình thấy rất là giàu có tại vì toàn là vàng không ạ? À? Nhưng mà một điều đặc biệt hơn nữa ở hai khách mời của chúng ta có điểm chung đó là cả hai khách mời đều là gương mặt đại diện của cựu sinh viên trường đại học FPT ở phân hiệu thành phố hồ chí minh và phân hiệu đà nẵng đúng không ừ, ạ? Okay. Ai là ở đà nẵng ạ? mình là đà nẵng ok yeah. còn mình là ở, ở hồ chí minh oh, ok rồi đó, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện học ở Đà Nẵng và học ở FPT như thế nào. Đây Vân sẽ giới thiệu về khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay nha. Thì anh Thái Sơn Bisbox là kể từ ngày đến với Bisbox và theo hướng chuyên nghiệp thì anh đã giành được hàng loạt giải thưởng như là giải nhất Bisbox Châu Á 2018 ừ. ở hạng mục Loop Station. Yeah. Và Á quân Asia beatbox 2017. Dạ. Yeah. Uhm, tuyệt vời tuyệt vời và còn rất là nhiều cái nữa đúng không dạ. lễ hội chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn và với bạn trịnh trần ở đây thì bạn uh, mới tham gia nhiếp ảnh đúng không ạ à, dạ um, em tham gia nhiếp ảnh cũng được hơn 5 năm rồi nó uhm. uhm. một chặng đường gọi là cũng uh, vừa đủ dài vừa đủ ngắn nhưng mà giải thưởng rất là ấn tượng đầu tiên đó là giải nhất cuộc thi The Fashion Photography do tạp chí Lofficiel Việt Nam tổ chức ừ. và ngoài ra thì bạn Trịnh Trần đây Mình gọi là như bạn Gia Trịnh Trần được không? Dạ được ạ. <laughs> <laughs> như bạn Gia Trịnh Trần đã tham gia thực hiện nhiều bộ hình thời trang do tạp chí Lofficiel và Manfolio um, thực hiện tổ chức đúng không? Yeah. Và còn có rất là nhiều những cái project thú vị cho các ca sĩ các chương trình rất là nhiều những cái chương trình khác nhau và không phải tự nhiên mà đây là xung quanh Vân toàn là gương mặt vàng với lại là chàng trai vàng không ạ? À? Yeah. Một lần nữa Chào mừng hai khách mời của chúng ta đến với The Scholarship. Bây giờ trong vòng ba từ, mỗi người sẽ tự diễn tả lại hay là tả lại cái lúc mà mình đi học mình là một sinh viên như thế nào? Chắc là nhờ bạn Thái Sơn trước. Ừ, sinh viên của mình nếu mà dùng ba từ mình nghĩ ngay phải nghĩ ngay thì mình nghĩ đến từ một là đam mê, đam mình mê. vẫn đam mê những cái gì mình làm. Thứ hai là mình thấy vui ngày nào mình cũng thấy vui hết á bởi vì mình làm cái mình thích. Và cái thứ ba đó là nói chung là cũng áp lực. À có một cái từ áp lực ở trong này xuất hiện là bởi vì là nói chung vui thì mình cũng vui đấy nhưng mà áp lực về cái câu chuyện là và sau khi mình học xong thì mình làm cái gì thì lúc nào mình cũng có áp lực cái chuyện đấy. Ừ. Yeah. Nhưng mà lúc đó là bạn đã biết là mình sẽ sau này làm nghề gì hay là tương lai mọi thứ như thế nào chưa? chưa chưa đúng không nhưng mà lúc đó là đã bắt đầu beatbox chưa ta à, thực ra là cái uh, mình chơi beatbox từ năm 2009 cơ Đó là sau 2010 là mình đã lên truyền hình rồi ừ. thì khi mà đã lên như vậy mà khi học đại học thì mình học quản trị kinh doanh ừ, chắc chắn rồi. sẽ có xung đột <laughs> bố mẹ mình đã cảm giác là con ơi uh, thi xong chưa uh, quay hình xong chưa để về học đi con kiểu như thế tức là mình ô oh, là sao ta mình thấy cái này cũng hay mà rồi mình đi học mình thấy cũng vui mà ừ. thì cuối cùng là làm sao để mình ghép hai cái đó lại được với nhau thì lúc nào mình cũng chăn trở nhưng mà rất là may mắn đó là sau đó thì đúng là hai cái đó là một thật ừ. đó, tại hiện tại cái công việc hiện tại của mình đó là mình kinh doanh âm nhạc ừ, đó là tuyệt vời dạ. rồi chị ơi ba từ mà em sẽ diễn tả với em sẽ là gì nhở à, đối với em thì em nghĩ ba từ mà em nhớ đến khi mà em còn là sinh viên đó là trước tiên là hào hứng hào hứng tại vì em được học một cái môi trường mới và mọi thứ nó đều mới và đó là một trong những cái mà em thích đó là về nghệ thuật nên là em rất là hào hứng xem là mình sẽ được học cái gì và mình sẽ làm gì với nó mà tiếp đó là một, một sự lo lắng, <laughs> lo lắng. <laughs> là bởi vì ồ oh, mình học cái này thì kiểu là mình sẽ thực ứng dụng nó như thế nào và mình sẽ dùng được cái gì để mà khi mà đi làm bởi vì lúc đó mình cũng đang bị hoang mang là mình không biết là mình sẽ chọn cái gì để mình đi lâu dài và cái từ thứ ba chắc là năng nổ năng nổ tại vì à, em em nghĩ là thời sinh viên là cái thời mà em giống như là em em được trải nghiệm nhiều nhất em cho phép mình có một cái tuổi trẻ để trải nghiệm được tất cả mọi thứ ở ở, ở đại học để mà kiểu mình sẽ được có một cái trải nghiệm tốt nhất khi mà sau khi mình mình ra trường Ừ. Yeah. em học ngành gì nhỉ? Dạ yeah, em học uh, graphic designer. Graphic oh. designer ở đây mình có quản trị kinh doanh, mình có yeah. graphic designer. Yeah. Thế thì uh, ngành <laughs> của anh Sơn là do anh chọn hay là uh, có ai tư vấn hay là định hướng như thế nào không ạ? À, thực ra cái việc mà từ uh, cấp 3 lên đại học của mình đó nó nó mong lung lắm và đến giờ mình không bao giờ hối hận về cái lựa chọn đó. Yeah. Yeah. À, lúc mà mình không biết là mình nên chọn cái gì thì mình nên chọn cái gì mình thấy thích nhất. Dạ đúng rồi. Chính xác. Rồi, còn em thì sao? À, em thì em xuất thân là gia đình của em không có theo nghệ thuật. Ừ. Nhưng mà em cảm giác được từ nhỏ là em đã thích nghệ thuật rồi. Ừ. Chỉ là đơn giản là em không biết là em sẽ chọn cái gì thôi. Khi mà cái quyết định mà vào FPT và học cái ngành đó cũng là cái em là khóa đầu tiên của trường. Ừ. Khóa à. đầu tiên làm học uh, graphic design. Dạ đúng rồi, oh. là khóa đầu tiên. Đó cũng là quyết định tự thân của em và em cũng đã phải thuyết phục gia đình rất là nhiều trong cái việc là hãy cho con theo cái 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 hướng này đi. Hãy ừ. cho con được làm trụ vật. Dạ. Rồi ok, vậy bây giờ chúng chán ta có Khóa đầu tiên can đảm chúng ta can đảm. Bên Không này khóa đầu tiên. Nhưng mà cơ sở Đà Nẵng Những người mà đầu tiên sẽ là những người làm nên lịch sử không Bây giờ hai khách mời của chúng ta sẽ đến với phần School Life Code Chào mừng mọi người đến với phần School Life Code Và đây là mình sẽ có 13 cái keyword Nhưng mà cái này teamwork nha Thì mình sẽ có 13 keyword và mình sẽ có 13 giây thì mỗi okay. người thích chọn một hai ba bốn gì đó tùy okay. miễn làm sao mà mỗi sự lựa chọn của từng người ghép lại với nhau nó sẽ thành một cái câu hay là một cái gì đó nó có ý nghĩa rồi ok 13 giây bắt đầu Được rồi nói là anh sẽ không chọn cái gì ở trong này đúng không nhưng mà phải giải thích nha à không hay là mình tin thằng em mình chứ còn mình cũng không có ý kiến gì đâu. Rồi và bây giờ chúng ta đã có bốn từ mời hai khách mời của chúng ta sẽ quay bốn uhm. từ lại nha. Okay. Thích nghi, thách thức, áp lực và cơ hội. Thực ra team work hay nhất đó là người nào làm việc người đấy. là Anh tin em, em cứ làm đi, <laughs> em cứ làm đi thoải mái. Nói chung là anh là người trao niềm tin thôi. Cái câu của em nó nó sẽ là uh, những cơ hội sẽ tạo ra cho mình những thách thức nhưng mà đồng thời mình cũng cần phải thích nghi để mà có thể vượt qua những cái áp lực đó ừ. ok Đời, tuyệt vời à, anh có muốn bổ sung nhiều ạ ở trong cái trường hợp này thì mình cảm thấy là không cần phải bổ sung thêm <laughs> thì kiểu uh... ai em ạ cố lên nhé <laughs> tại vì uh, đối với em thì Em cảm giác là mình có rất nhiều cơ hội nhưng mà ban đầu thì mình không biết nắm bắt nó. Ừ. Nhưng mà về sau thì mình nghĩ là mình cần nắm bắt nó kể cả khi mình không có gì trong tay cả. Ừ. Ví dụ là chỉ có một đợt là em lúc đấy em vẫn làm nhiếp ảnh và em không làm gì hết ngoài nhiếp ảnh, nhưng mà em đi phụ cho bạn em về một cái set chụp hình. Nhưng mà mình đi với tâm thế mặc dù mình là một người đi phụ nhưng mà đối với người làm mỹ thuật và và những cái cái đẹp á, thì em luôn kiểu trao chút cỡ là về mặt ngoại hình cái cái chị director đó họ thấy mình rất là chỉnh chu có nghĩa là mình đang rất tôn trọng cái người người nhìn của mình và cái công việc của mình thế là sau đó em được nhận một cái job đó là em phải stylist gần như 60 lúc cho một cái runway mặc dù lúc đấy em chưa làm gì về cái vai trò đó cả nhưng mà em vẫn nhận nó và sau đó em phải học tập và học hỏi trong vòng một hai tuần để ừ. em thực hiện 60 lúc cho cái brand đấy ừ. thì đối với em em nghĩ là cơ hội đến thì mình phải nhận nó và mình phải thích nghi để vượt qua cái áp lực đó thì ừ. mình mới có thể phát triển được bản thân của mình ừ. đúng ừ. rồi bây giờ trong bốn cái từ này nãy trịnh có nói về từ cơ hội rồi yeah. thì bây giờ anh sơn em sẽ chọn một trong ba từ còn lại và anh sẽ kể một cái ví dụ ừ. về ba cái từ còn lại giai đoạn nào là giai đoạn áp lực nhất thực ra mình đang học ấy nhưng mà mình chưa cân đối với cái một cái đam mê của mình Đó là âm nhạc Thì áp lực ở đây Mình cũng phải chia sẻ thật là tới từ gia đình Bởi vì là Cũng muốn mình làm một cái công việc gì đó Nó ổn định một xíu Còn lại làm nghệ thuật Thì nghe nó cứ kiểu gì ấy. Bởi vì là nó không Nó không có một cái Đường hướng gì tại thời điểm đấy Kiểu tại thời điểm đấy thì Mình quyết định là Thôi làm tốt cả hai Đó là một trong những cái lựa chọn Bây giờ mình nghĩ lại Thì không biết mình có chọn như thế không Nhưng mà nó làm mình áp lực kinh khủng khiếp Mình vẫn nhớ cái hôm Mà chuẩn bị gót Việt Nam God Talent chung kết Bố mình còn gọi mình Và cho mình một cái áp lực Đó là Khi nào con mới về học Thì hôm đấy mình mới hiểu ra rằng Mình đang đứng giữa Cái chuyện đó Và nó áp lực kinh khủng khiếp Mãi cho đến Học hết đại học Đến 4 năm sau đó nữa Sau khi mình đã làm ở một cái tập đoàn lớn Mình mới chứng minh được cho bố mẹ mình rằng mình theo âm nhạc, theo nghệ thuật là đúng. Và trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm với khách mời về những câu chuyện rất là thú vị như thế này. Yeah. Chào mừng mọi người đến với phần School Life Talk. chúng ta đang quay trở lại với phần School Live Talk và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với hai khách mời đó chính là anh Thái Sơn và bạn Trịnh Trần ừ. về quá trình mà mình đi học như thế nào ha. Ừ. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà cả hai người học ừ. nhưng mà một trong những cái yếu tố mà các bạn từ cấp 3 lên đại học sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đó là về tâm lý. Ừ. Yeah. À, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái điều đó như thế nào. Cái tâm lý của anh Sơn từ lúc mà cấp 3 anh lên đại học thì cái chuyển biến tâm lý diễn ra lúc đó nó như sao? Bởi vì Sơn chuyển từ thành phố này qua thành phố kia quá nhiều, hồi mà còn trước lớp 12 á thì tất nhiên nó sẽ có cái sự khác biệt bởi vì nó là đại học. Yeah. Mình kiểu mình tách hẳn ra khỏi gia đình thì đã là cái khác rồi. Nó đã là cái khác rồi. Mình phải tự chủ về cái gọi là cái thói quen của mình. Mình lười nó sẽ lười, mình sẽ phải đối diện với chuyện đó là không còn ai tiếp quản mình nữa không còn ai nhắc nhở không ai giày la mình nữa thì đó là một trong những cái mà mình mình phải đứng đứng trước cái câu chuyện là mình trở thành cái gì luôn đấy đôi lúc cái việc học là một chuyện nhưng mà cái tâm lý của mình khi mà mình bước vào cái môi trường kiểu như vậy để ôi tôi là người phải chịu trách nhiệm cái đấy à bố mẹ đâu rồi em có ở nhà không lúc mà học đại học á cấp 3 em học à, ở trên đây à nhưng mà em học nội chú em học trương uh, nguyễn ký à, à ok đấy thì nói chung là anh và em khá khác nhau yeah. anh là chuyển thành phố yeah. nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái thói quen sinh hoạt của mình và đa phần là khiến cho mình mất tập trung vào việc học yeah. giờ mình phải lo là mình ăn gì và sơn đã là trở thành một cái con người không ok lắm về thói quen rất có hại cho sức khỏe kiểu vậy tức đêm toàn ngày uống cà phê đó là cái mà thực sự mà sơn cảm thấy nó cũng hơi nó hơi ảnh hưởng mình đấy ừ. mình không nghĩ mình đến tuổi đấy rồi mà mình phải bắt đầu lại những cái thói quen như thế ừ. yeah. có cái gì mình cảm thấy ô oh, mình vui quá được tới thành phố mới trước à, đó thì Sơn, những cái về uh, hoạt động ngoại khóa hay là à. như thế nào không ạ? À? Sơn là người tự tin mà nên Sơn nói chỉ cần vào thành phố mới ấy, ai bạn mới đây rồi homie đây rồi hip hop rồi các thứ nhóm nhảy nhiều hơn nhiều nơi mà phát triển về nghệ thuật hơn Tại thời điểm đấy, Sơn thích nhảy, Sơn thích chơi beatbox, Sơn thích giao lưu với cộng đồng này, cộng đồng kia. Nên cứ càng tới một cái nơi mới là mình có cảm giác nó rất là hào hứng. Hồi đấy Sơn làm MC2 ở quán bar nha mọi người. À, nói chung là cho mình một cái trải nghiệm và lần đầu tiên mình được gặp nhiều ca sĩ như thế. Wow, mình được thấy Hoàng Tôn kia Ở quê không có nha các bạn. Ở quê sẽ có rất là khó để thấy được họ thỉnh thoảng ví dụ hồi còn nhỏ ví dụ ca sĩ hay về mấy cái mấy cái cái dạp rồi này nọ hát thì mình còn có cơ cơ hội mình mua vé mình vào nhưng mà thực sự là bảo mà ở quê mình có chương trình ca nhạc hay không không có ừ. thì tới những cái thành phố lớn đó là một trong những cái ừ. mình được trải nghiệm ừ, okay. mình được trải nghiệm và thực sự cảm thấy rất là thú vị nhất là thành phố đà nẵng ừ. cực kỳ yêu đà nẵng yeah. rồi em là từ boarding school qua yeah. Sau đó thì khi mà em vào đại học là em thuê nhà hay em ở trong ký túc xá? À, em thuê một cái nhà ở gần trường. Ừ. Và, và sau đó em... thời điểm đó như thế nào? À, đúng là nó khác với anh Sơn một chút. Bởi vì mình được học trong một cái trường gọi là trường nội chú. Nên là ừ. mọi thứ nó được nghiêm khắc ngay ừ. từ ban đầu và ừ. ngay từ 3 năm cấp 3 luôn. Ừ. Nên là khi mà em ra em có một cái thói quen nó ổn định. Bạn bè em hỏi em Ủa sao mày có thể ngủ sớm được đến như vậy Bởi vì tao nghĩ là Tao còn phải chơi game À Hoặc là tao còn phải lướt Web này cái kia yeah. Kiểu How Tại vì Tôi đã có một cái thói quen Nó Chuẩn cố định bị có thể mình đến rất là đến trường với một cái tinh thần rất là minh mẫn để ừ. mình có thể học đúng là thời gian sẽ trả lời các bạn sẽ dễ bị hối hận bởi vì sau thời gian đó mình không chăm thời gian cho việc học tốt hơn để mình có thể học được nhiều điều hơn ừ. kiểu dạng như vậy à, lúc mà em học trường nội trú thì hình như được ít ra ngoài đúng không dạ đúng rồi có nghĩa là em chỉ được ra gần như là nửa ngày thôi ừ. dạ và ừ. sau đó vào lại thế thì lúc mà em học đại học là sao tôi có nhiều thời gian yeah, như vậy yeah. <laughs> có nghĩa là em cũng đã hơi khủng hoảng gọi là khủng hoảng lo lắng tự nhiên cái lần đầu tiên mình có được nhiều quỹ thời gian mình được sử dụng như vậy á tự nhiên bây giờ mình có được toàn quyền sử dụng nhiều quỹ thời gian đến như vậy à. thì mình kiểu em mình có nên cho nó nhiều thời gian hơn không à. hay là mình dùng hay là mình dùng ít đi hoặc là kiểu hôm nay mình về trễ hơn một tiếng á thì có, có bị kỳ không ý là nó như vậy luôn á à. à. kiểu em 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 bị lo lắng về những cái hơi nhỏ 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 như vậy kiểu yeah. Yeah. <laughs> kiểu kiểu như thế kiểu bình thường là sẽ ăn đúng giờ đúng giờ đúng giờ lỡ giờ một tí là cũng hơi kiểu bị lo lắng tại vì 3 năm nó đã như vậy rồi ừ. nó đã vô một cái khuôn như vậy rồi à. thế sau khoảng bao nhiêu lâu là em làm quen và em thấy là ok mọi thứ đã bắt đầu vào gùn rồi đó em nghĩ là phải tầm đâu đó nửa năm nửa năm còn anh sơn thì là 4 năm không uống nước ha nhưng mà về những cái thói <laughs> quen khác thì là bao lâu là mình tập làm quen được với cái uh, uh, môi trường học đại học với bản thân anh yeah. bắt đầu có quỹ thời gian nhiều một rát ui kiểu anh sướng mình mình xài hết tất cả những cái thời gian nó vào những cái mình thích yeah. tức là anh cảm thấy rất là sướng yeah. đầu tiên anh không có lo gì hết yeah. luôn á Xong nó kiểu mọi thứ nó lố đi, ấy, lố xíu. Ví dụ yeah, như yeah. hôm nay là mình ăn cơm 12 giờ. 1 giờ không sao. Xong đến 2 giờ, 3 giờ. Và dần dần anh bị mất cái 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 kiểm soát về yeah. cái câu chuyện là giờ giấc cho đến tất cả mọi thứ, kể cả tâm lý của mình cho đến mọi thứ mình có cảm giác là mình không kiểm soát được chuyện đấy. Thế mới nói là sau này mới là hối hận đúng rồi Đấy. nói chung là mỗi người có sẽ có những đúng cái uh, uh, bước chuyển mình yeah. riêng của mình yeah. ha vậy thì đầu tiên là nếu mà mọi người nghe hai câu chuyện này thì hãy thiết lập cho mình những cái thói quen tự lập càng yeah. sớm càng tốt yeah. cái việc mà mình chịu trách nhiệm được cho chính bản thân mình càng sớm càng tốt yeah. thì mọi người sẽ đỡ phải gặp những cái ổ gà ổ voi trên cuộc đời. Ừ. À, cái điều thứ hai là luôn luôn quan trọng đến cái sức khỏe tại vì cuộc đời của mình là một cái long run nếu mà ừ. không có sức khỏe không làm được gì hết. Ừ. sinh viên mà mình phải gọi là thân tâm trí. <laughs> 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 lành mạnh lành mạnh là. yeah, yeah. rồi à, đại học đó thì uh, cơ hội áp lực là mình thấy mà mình nói một xíu về niềm vui đi ừ. vui nhất là cái gì nhỉ <laughs> sao em vui gì uh, cá nhân em thì em chắc em vui nhất là em nghĩ là lúc đó em hơi khác mọi người em thích học triết uh, học với lại uh, lịch sử Mỹ thuật uhm. tại vì uh, mấy cái đó em thấy em lại là một người rất là kiểu nghiên cứu về cốt lõi uhm. kiểu bản chất thì mấy cái đó nó giúp em về việc em tư duy trong mỹ thuật của em nhiều hơn. À, còn anh sơn thì sao? tự nhiên bạn nói trí học thấy anh cười rất là tươi. chắc anh cũng thích triết học đúng không? không hề. <laughs> cái vui nhất của mình đi học ấy, đó là mình được cãi thầy. vấn đề là nó đã nhất là được nói lên cái vấn đề mà mình mình được nói và thầy cô giải đáp cho mình. hồi cấp 3 mình không được làm cái việc đấy. đúng rồi mình mình không thể nào nói nói ngược lại theo kiểu thầy cần phải giải thích cho em nhưng khi đi học đại học đặc biệt cái trường đại học của mình thì thực sự cãi là chuyện bình thường và thầy cô còn mong mình cãi thì sau này mình cảm thấy là lúc này mình cãi sai thật nhưng mà mình sướng và mình cảm thấy rất vui và đến chị bây giờ khi mà mình làm việc mình có doanh nghiệp của mình tự nó lại cãi mình nó mình cảm thấy điều đó là điều cực kỳ thú vị nhưng mà cái 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 cãi của của anh anh sơn khiến em kiểu rất là vui á, tại vì cái 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 cái, cái ngành của anh nó nó có thể là có đâu đó còn có một cái gì đó đúng nhưng mà cái ngành mỹ thuật của em nó không có cái đúng anh, bởi vì mình làm việc cái đẹp á, không ai định nghĩa được cái đẹp là cái gì hết. hồi đó em có cãi nhiều không? em cãi nhiều lắm chị. ý là ví dụ cô kêu cái này nó đẹp, hoặc là mình thấy mình làm cái đó đẹp nhưng mà ừ. mọi người không thấy nó đẹp, ừ. hoặc là cô kêu cái này không đẹp, cô cô kêu bố cục không đẹp, xong mình kêu bố cục như nào là không đẹp. Xong em có nói là đợi 100 năm nữa nói chuyện không cô? <laughs> cái ngành mỹ thuật của em nó đòi hỏi là Nó không có một cái quy chuẩn nhất định ừ. Mà mình sẽ phải là mình làm nhiều Xong mình sẽ tinh tế mình nhận ra là uh, Cái màu nào thì nên đi, cái màu nào ừ. kiểu dạng như vậy Mọi thứ ví dụ cái xếp hình như thế nào Thì nên đi với xếp hình như thế nào ừ. Mọi thứ nó cần phải cãi nhiều Và cần phải hỏi nhiều Thì mình mới mới phát triển được cái tư duy của mình ừ ờ, ngoài ra thì trong cái quá trình mà mọi người học đại học có cái gì vui không cá nhân em thì đại học có một cái em rất là thích là em được trao đổi du học sinh có nghĩa là mình được một kỳ nào đó hoặc là nó chỉ đơn giản là mình đi trong một tuần thôi ừ. để mình đến một cái đất nước khác mình xem ở đó nó như thế nào phát triển ra sao và đó cũng là một trong những cái bước ngoặt em rất là bị trầm cảm luôn Ủa? Ủa? sao khúc đầu thích Xong khúc sau chậm mình đang tưởng thằng này nó nhầm cái từ được cái từ bị quất một phát tại <laughs> vì nó, nó, Thông, nó đi Thường nhiều học nhiều học triết nhiều <laughs> nó, nó đi nhiều nhiều cái cung bậc dạ đúng coaster. rồi chính xác chính xác lần đầu mình qua mình rất là thích à. tại vì nó khác với Việt Nam hoàn toàn và cái cách tư duy của họ cũng khác xong mình học được rất là nhiều. Trước khi mình đi mình cũng tự tin là mình cũng cũng giỏi cũng như thế này đó. Ừ, cũng Nhưng là nước xóm rồi đó. kiểu, kiểu vậy xong cái khi mình đi xong Không mình không lại gì hết trơn ấy. Có nghĩa là nó là một cái động lực rất là lớn khiến mình phải phát triển nhiều hơn. Đúng em nói, anh cũng có một cái khoảng thời gian anh có cảm giác là mình quá nhỏ bé. Yeah. Nhưng khi mà anh học ở bên cái bên quản trị kinh doanh của anh ấy yeah. Nó lại thế, ấy. đôi lúc đúng, không hẳn là đúng đâu. Miễn sao mình đạt được cái mục tiêu của mình. Yeah. Đôi lúc là như vậy. Và anh vẫn nhớ là hồi đó anh anh còn là đi thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo ở trong trường á thì anh đại diện miền Trung đi thi. Bây giờ hai bên tranh luận nhau về một vấn đề đó là xả nước thải ra sông. Mình bị sốc. Mình cảm thấy là tại sao xả nước thải vừa nghe một phát là mình đã có cảm giác là nó xấu. Mà anh phải bảo vệ nó Bởi vì có thể anh đang bảo vệ những giá trị khác tất nhiên nó có vài quả mình cũng cảm thấy là mình cũng hơi quá hơi lố hồi đấy học đại học xong mình nghĩ là mình bá chủ thế giới luôn như kiểu đi ra trường ngay để làm một cái gì đó mở một cái doanh nghiệp mở một cái startup gì đó làm một cái app gì đó thống trị thế giới kiểu kiểu vậy à, thế thì trong cái khoảng thời gian mà hai khách mời của mình học ở trong trường đại học á thì cái sự conflict nó có xảy ra không chứ hồi đầu cũng conflict kinh khủng khiếp. Mình không hiểu vì sao mình lại học cái này nữa cơ. Ừ. Hay là mình đi bán hàng ừ. và sau khi sơn học là quản trị kinh doanh xong, sơn lại làm cho uh, một cái tập đoàn họ là kinh doanh. Nhưng mà mình lại làm cái bộ cái cái ban gọi là ban văn hóa và đoàn thể à. rồi dần dần hai cái đó càng ngày nó càng gộp lại với nhau. Và khi sau khi sơn rời cái tập đoàn đó, bây giờ sơn là doanh nghiệp âm nhạc. Ừ. Và mình cảm thấy là nó bắt đầu nó mới match với nhau được. Ừ còn em thì sao à, đối với em thì em vẫn nghĩ là em thuộc về nghệ thuật khi mà em học bắt đầu em học em em nói, ồ oh, cái này hình như nó không hợp với mình lắm nhưng mà vẫn có một cái điểm chung đó chính là những cái em học được đó, thì nó vẫn đủ tốt để để khiến cho em có thể phát triển được cái công việc của em cho sau này nhưng mà em thì lại không không như lúc đầu như của anh em là về sau có nghĩa là tới năm thứ ba gần tốt nghiệp thì em mới ừ. cảm thấy là tự nhiên mình không hợp hoặc là Ủa? mình có mình có nhiều cái thứ nó 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 okay. không khiến cho mình phải đi theo nữa ừ. nhưng mà mình rất là kiểu ok mặc dù tôi không đi theo nha nhưng mà toàn bộ những cái kiến thức đó tôi đều có thể dùng được và tôi có thể phát triển bản thân ở một cái, cái 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 lĩnh vực khác người ta hay nói cái chuyện là kiên trì á ừ. kiên trì nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng Nên mình thì mình nghĩ về cái chuyện này bởi vì là có một thầy giáo đại học thầy đã gần như là dạy hết gần như 60% môn cho mình. Thầy rất là giỏi. Thầy có nói mình một cái đó là về cái sự kiên trì. Ý của thầy đó là em có hiểu được rằng là cái câu chuyện nếu em kiên trì tiếp cái việc đó hay là cái chuyện là em sẽ phải đánh đổi mất thời gian em vẫn theo cái đó thì em chọn cái nào. Tức là ờ ừ, em thích nhạc đó, em thích nhạc thì em cứ theo nhạc đi. Hay là em cứ học hết những cái bộ môn nó liên quan tới quản trị kinh doanh thì biết đâu nó sẽ giúp ích cho em trong tương lai. hồi đó mình không tin. Kiểu hồi đấy hơi 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 ngang. em xin ra cho âm nhạc. em em không phải xin ra cho mấy cái này. đó cái môn thống kê. what? tôi không tôi không muốn con số. tôi rất là sợ con số. cho đến khi mình học xong, khoảng tầm 7 năm sau đó, mình đi xin một cuốn sách lại của hội trường nó xin có người ta có cho mình cái cuốn bởi vì đúng cái lúc đấy thì mình lại cần cái đấy. Rồi mấy hôm sau mình lại nhớ lại là cái thời điểm đó mình Bố lên Got Talent nhá, bố đứng trên sân khấu nhá Xong đến bây giờ khi mình làm cho học trò của mình Sơn là music producer và Sơn đào tạo học trò của mình Và Sơn bắt các bạn ấy đi rap từng từng cái comment, từng cái tin nhắn của các bạn ủng hộ luôn Bởi vì khi mà khởi đầu các bạn cũng chẳng có cái gì cả Mình nên trân trọng từng cái hoạt động nhỏ như vậy Thì tức là cái tính kiên trì ở đây đối với Sơn đôi lúc cũng là một cái cực kỳ quan trọng Uh, vậy là yeah. cái quan trọng nhất đó chính là khi mà mình lựa chọn tiếp tục hay yeah. mình chọn từ bỏ một cái gì đó là yeah. mình có nhìn thấy cái ở xa của yeah, mình đó yeah, là gì yeah. ví dụ như 5 năm 10 năm, năm nữa yeah. nếu như nó chỉ là một cái khó khăn Được. giống như kiểu mình đang bị cố gắng quá sức ừ. hay là mình đang bị kiệt sức hay là như ừ, thế nào ừ. đó thì thật ra lúc đó là mình lại càng phải kiên trì đặc dạ. biệt là khi bắt đầu kinh doanh đúng rồi giống dạ. như anh bây giờ nói các bạn là phải đi rẹp từng cái mail á <laughs> không thực ra bởi vì cái vấn đề tại sao sơn luôn nói với các bạn trẻ về về cái cái sự kiên trì trong tất cả các tiết của sơn tôi cảm thấy cái sự kiên trì cái sự theo đuổi tới cùng của các bạn À, đôi lúc tôi thấy hơi lo lắng cho chuyện đó Tức là cái sự kiên trì Cho một cái gì đó nó Nó rất là thấp ừ. Ừ. Ví dụ như là Sơn là Bộ môn beatbox của tôi Tôi tập từ 2009 Cho đến 10 năm sau tôi mới được cái giải đấy Mà ừ. tôi không bao giờ tôi mơ rằng Tôi đang đấu với cái người mà tôi thần tượng luôn ừ. Mọi người hiểu không Tất nhiên tôi thua nhưng mà <laughs> Đó là cái ước mơ của mình đạt được Bởi vì mình vẫn kiên trì mặc dù bị bố mẹ ngăn cấm, bạn bè nói mày giống thằng hâm ấy. boss khi mà boss hay thì không nói Bitbot dở. Ơi, ơi, kiểu nhìn như một thằng hâm luôn. Không kiếm ra một xu nào. Nhưng nếu mình không kiên trì, chắc là Việt Nam cũng không có cái giải đấy. Em uh, xin phép sẽ giải thích một xíu yeah. khi các bạn từ cấp 3 lên đại học mm. để chọn đúng trường, yes. chọn đúng ngành. Cái việc mà mình hiểu được bản thân mình rất là quan trọng. Yeah. Vậy thì anh Sơn với lại uh, Trịnh Trần uh, cho một số cái tips đi Để làm sao mà mình biết được cái đam mê của mình là gì okay. Từ lúc cấp 3 lên đại học Tại vì thật ra ở uh, cái case của anh Sơn với lại Trịnh Cũng khá là đặc biệt á Mình ừ. theo nghệ thuật Sơn đối với Sơn bản thân Sơn nếu như các bạn nào uh, muốn dùng cái gì Muốn mua cái gì ấy tốt nên bạn nên dùng thử Dùng thử là hay nhất Các trường bây giờ có rất là nhiều cái chuyến tham quan này nếu buổi orientation à. Các thứ nói chung là Có rất nhiều cái cho các bạn test các bạn cứ test thử đi Mình cứ học bạn cứ thử vào cái chỗ đó À đây rồi Đây Là cái trường đó Tất nhiên bạn phải thử nhiều trường Và khi nào mà mình Cảm thấy bây giờ đến con tim Chứ các bạn chả biết gì đâu nó thật Con tim mình mách bảo rằng là À đây Là cái môi trường mình cảm giác Thứ nhất là an toàn Mình ngồi được ở cái chỗ đấy Mà mình không thấy có làm sao cả Và sau đó mình cảm thấy Hứng thú với nó Và bạn tin rằng là Cái môi trường này Vẫn phát triển được Nhiều kỹ năng khác của các bạn Thì Ok theo sơn là như vậy có mẫu test ừ. mà bây đi. giờ còn dễ hơn ngày xưa làm gì có youtube để coi yeah. bây giờ được lên coi review xong rồi được hỏi các cụ học sinh ừ. còn trịnh à, thì sao chính ra là sau khi em học xong em mới tìm được uh, cái, cái định hướng của mình ừ. giống như ý của anh sơn một chút có nghĩa là hãy dùng thời gian để trải nghiệm nhiều hơn ừ. để mình biết bản thân mình muốn cái gì chứ không phải tới lúc mình bắt đầu thi và mình mình chọn trường thì lúc đấy mới bắt đầu là kiểu là ờ uh, chọn thì lúc đó nó không đủ trải nghiệm Đúng để rồi. để để mà mình có thể biết được là thật tâm mình muốn cái gì có nghĩa là mình trải nghiệm càng nhiều thì mình mới biết được là à bản thân mình đang mong muốn điều gì. Hồi xưa thì em em không em bị nói chung là em bị lười đi. Mà nếu các bạn có đủ đủ thời gian hơn các bạn có thể đến tận trường đó bởi vì bây giờ tất cả các trường đều có những cái tour để cho Đúng mình xem rồi. là uh, nó như thế nào và ừ. mình sẽ học cái gì và nếu mình học cái đó mình sẽ phải học cái gì có những cái studio như thế nào hoặc là với cái 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 cái, cái, cái ngành đó họ họ sẽ trang bị cho mình cái gì thì ừ. nếu mà mình đã bắt đầu được cái đó từ rất sớm thì khả năng mình sẽ chọn được cái ngành mong muốn của mình ừ. mình thích đó, sẽ cao hơn. Ừ. Yeah. vậy là thứ nhất đó là chương trình học đúng không Chính chương khác. trình đó nó có một cái chương trình phù hợp với định hướng của mình hay không yeah thứ hai là cơ sở vật chất của trường yeah. Yeah. trường yeah. đó có đầy đủ thiết bị đặc biệt là những cái môn mà mình cần những đặc thù như yeah. là yeah. design hay là âm nhạc là thiết yeah. bị mọi thứ nó như thế nào yeah. và vân nghĩ một cái yếu tố rất là quan trọng thứ ba đó là yếu tố con người thầy cô giáo viên rồi Đâu các cựu học sinh đó là lý do vì sao mà những cái trường top đầu tự hào về những yeah. alumni những cựu học sinh ở trường của sơn ấy, là nếu mà nói về các các cựu học sinh mà thành đạt Ví dụ bên mảng sơn là kinh doanh thôi, cực kỳ nhiều. Không biết là mình có cái gì mà anh Thái Sơn với lại ừ. à, trịnh chồng mình muốn chia sẻ thêm ừ. với các bạn thì một cái tips hay một cái bí quyết hay là ừ. một cái điều gì đó. Đúng là như như là chị Vân có nói em thấy là mọi người hoặc là những người bạn trẻ hơn đôi khi họ không biết họ muốn cái gì ấy chị. Ừ. ừ mình mong là họ có nhiều thời gian hơn để họ đối thoại với bản thân của họ thì từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều bởi vì khi mình biết là mình muốn cái gì rồi đó, thì cái việc mình lập cái kế hoạch để mình đạt được nó nó rất là chân chu hơn ừ. em biết lý do vì sao không tại mấy ông học quản trị kinh doanh với mấy bà học professional communication giống chị này Ok, bạn không biết bạn muốn gì hả? Chúng tôi đã có những chiến dịch PR để cho à. bạn biết là bạn muốn gì. Đấy thì nãy anh vừa nói đó, đôi lúc em muốn thấy cái gì, thì anh yeah. sẽ cho em thấy cái đấy. Em có hiểu ý không? <laughs> không, nhưng mà cuộc sống nó luôn là một hành trình để chúng ta là influencer và influency nha mọi người. Yeah, yeah, yeah. Nhưng mà thật ra cái việc mà dành thời gian một mình á ừ. rất là quan trọng. Cái này vẫn không biết là mọi người có tin đúng hay không nhưng mà câu trả lời nó đều ở bên trong mình á có thể một cái uh, vấn đề mọi người muốn tìm ra lời giải đáp mọi người sẽ đi research mọi người sẽ hỏi những người xung quanh nhưng những cái đó nó sẽ mang cái yếu tố tham khảo đôi lúc cái context nó không còn relevant nữa còn bạn bè xung quanh thì ok người ta thương mình nhưng người ta không có hiểu mình hoặc là người ta cũng không học trong cái ngành của mình để biết là mình muốn gì cho nên là mình phải tập với cái việc là làm sao mà hiểu chính bản thân mình có thể có những cái sự lựa chọn của mình mọi người xung quanh không có không có ủng hộ hoặc là cảm thấy tương đồng đâu ừ. thứ nhất nếu như những cái lựa chọn đó nó không có vi phạm pháp luật ừ. thứ hai nó không có vi phạm về mặt đạo đức ừ, yeah. thứ ba ừ. nó vẫn là một cái mà mình và mỗi lần mình nghĩ tới nó mỗi lần mình làm cái việc đó mình cảm thấy cuộc đời mình nó vui hơn ừ. nó có ý nghĩa hơn thì cơ may là bạn cũng đang lựa chọn đúng rồi đó ừ. cho nên là ok lời khuyên đầu tiên mình có đó là hãy hiểu chính mình à đối với bản tân sơn ấy, nếu như mà các bạn là những người đang chuẩn bị cái hành trình chọn trường đại học thì tôi nghĩ rằng các bạn là các bạn phải trải nghiệm. Trải nghiệm cực kỳ quan trọng luôn. Ừ. Kể cả trường đó các bạn phải trải nghiệm hay cái bộ môn hay là bất kỳ một cái đam mê một cái sở thích nào các bạn các bạn nên trải nghiệm nhiều. Nhưng mà có nhiều cái đam mê và nhiều cái trường với những cái bộ môn nó rất đặc biệt. Ví dụ Beatbox chắc chưa có chưa có chưa có trường rồi thì nếu mình muốn tiếp tục cái đấy thì sao? Bây giờ mình làm gì tiếp đây? Thì sơn nghĩ rằng các bạn nên có thật nhiều trải nghiệm là một ngoài trường ra với cái bộ môn của các bạn. Tại sao các bạn nên trải nghiệm là bởi vì thứ nhất là có rất nhiều cái sở thích mình bị nhầm lẫn nó là cái sự nghiệp sau này. Thì sơn nghĩ các bạn trải nghiệm nhiều vào nhiều là để thứ nhất là mình chọn được đúng cái mà thực sự mình dành thời gian nhiều nhất và có khả năng bạn cũng được đánh giá cao về nó nữa và sau này sự nghiệp nó còn liên quan tới chuyện là bạn có kiếm ra được tiền với cái đam mê đó hay không nữa. Nên các bạn hãy trải nghiệm thật nhiều. Ừ. Trước khi chúng ta nhảy qua một cái nấc thang mới bằng cách phải trải nghiệm thì các bạn mới biết các bạn muốn cái gì được. Và cái nữa mà Sơn thực sự quan tâm đó là bố mẹ các bạn. Gia đình của các bạn. Bố mẹ là người đồng hành với mình trong một cái thời gian khá là dài trước khi đi học đại học. Và các bạn phải trải nghiệm nhiều các bạn có những cái thành tựu để chứng minh được rằng cái con đường của các bạn đi là nó đúng thì lúc đấy thì bố mẹ các bạn cực kỳ yên tâm và cho các bạn làm những cái gì các bạn thích. Ừ. Còn nếu các bạn chỉ là cái sở thích thôi thì nhiều khi đôi lúc phụ huynh hiểu rằng là à mày mày thích cái đó nhưng mà có thể hôm sau mày sẽ thích cái khác. Đừng từ từ ừ. từ, từ, từ từ đấy nên thành ra là phụ huynh sẽ chắc chắn là có sẽ rất là nhiều uh, có thể là vấn đề có thể là áp lực mà chúc các bạn cân bằng được. Để mình có thể chọn được cái đam mê của mình theo đuổi lâu dài ừ, Đúng rồi yeah. Có nghĩa là khi mà các bạn từ cấp 3 các bạn lên đại học á Thì lúc này là các bạn đang chuẩn bị đủ 18 tuổi uh, 18 yeah. tuổi là cái tuổi mà các bạn đã đủ trách nhiệm về yeah. công dân rồi yeah nhưng mà ba mẹ nào cũng sẽ nghĩ mà là con nít thôi mình muốn mình là người lớn thì mình phải có cái sự chứng minh ừ. và chứng minh ở đây nó phải bằng hành động yeah. bằng sự kiên trì bằng sự quyết liệt với yeah. cái ngành hay là cái sự lựa chọn của mình ừ. còn uh, cái việc mà mình muốn biết mình thích cái gì hay là mình giỏi cái gì mình có thể làm một cái sự nghiệp hay không thì vân muốn recommend với mọi người những cái gì mà mình không thích mình loại ra trước và mình thử những cái ừ. mà mình thích. Nãy anh sơn có nói là mình thử nhiều cái đúng không? Với em ví dụ phương pháp để em biết em thích một cái gì đó đó là mình có bị rung động với nó không kiểu mình có cái cảm giác mình có một cái feeling gì yeah. với, với cái điều đó không? Ừ. Nếu mà ngay cả khi mình không biết gì hết và mình không biết mình thích gì hết thì mình hãy cho ra một cái 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 list và mình xem như là cái con tim của mình nó đang cái nào nó 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 có phản ứng tốt hơn. Và mình hãy thử từ những cái đó trước. Và đến những cái thấp dần. Tại vì sẽ có trường hợp ban đầu mình nhìn nó mình không thích gì hết trơn. mà tới khi mình trải nghiệm nó, ồ oh, thích quá. Ừ. có nghĩa là nhưng mà như vậy trường là... hợp của em có cái nào mà nó giống như cái vừa nói không có nghĩa là một cái món mà ban đầu em nghĩ nó không thích yeah. nhưng mà em trải nghiệm xong bây giờ em cảm thấy thích có một cái đi hồi xưa ấy, ừ. em rất là thích chụp outdoor em không thích chụp ánh sáng flat em không thích chụp studio à nó quá kín nó quá là kiểu nó không có một cái gì tự nhiên hết và nó kiểu nó nó bị tù túng còn ví dụ thiên nhiên thì mình có thể rất nhiều thứ và cái view các thứ về nhưng mà sau đó khi mà mình chụp studio xong À mình thấy mình phù hợp với cái này hơn ừ. Còn hồi trước là say no luôn ừ. Có những cái mình có sẽ điều khiển được tốt hơn Còn khi mà bạn chụp outdoor Có những thứ bạn không điều khiển được Ví dụ như mây, mặt trời ừ. Ngày hôm đó có nắng không? Ngày hôm đó có mưa không? Đúng rồi, Thì nắng cái đó... nữa Dạ chính xác Nên là Và có nghĩa là mình cảm thấy studio Mình được giống như toàn quyền quyết định Cái điều mình mong muốn nó như thế nào ừ mình phải trải nghiệm rồi yeah, mình mới biết rồi, là mình xin thích xin cái xin điều đó đúng yeah. không điều hay quá tuyệt vời quá cảm ơn hai cụ học sinh của trường fpt nha <laughs> không, nhưng mà thú vị đó tại vì giống như là cái số này là một cái số mà em được uh, bấm cái nút mà tua lại cái khoảng mà đi học á yeah. cho nên mình thấy là à cái giai đoạn mà mình không biết mình muốn gì hồi xưa á mình thấy nó không học hiệu quả bằng khi mà mình học mà trước đó mình đã có rất nhiều kinh nghiệm thương đau. Yeah. Để mình vào mình học mình thấy thói quen của mình tốt hơn, tư duy của mình cũng tốt hơn, mọi thứ mình check in nó cũng yeah. sẽ tốt hơn. Yeah cho nên là nếu mà mọi người đang chuẩn bị vào trong đại học thì cái sự chuẩn bị thật là kỹ càng từ chính bản thân mình và mọi người xung quanh hỗ trợ để chuẩn bị thật là kỹ không chỉ là việc mình học ngành gì đâu nha mà còn là việc sức khỏe của mình thân tâm trí của mình đó, đó là rất là quan trọng cho mọi người. Yeah. Cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình School Life Shift này. Yeah. Mình nghĩ là cái số này sẽ là một cái số mà có rất là nhiều những thông tin giá trị dành cho những bạn đang chuẩn bị bước vào yeah. môi trường đại học bây giờ tặng quà nha. <laughs> có quà có quà luôn có quà và okay. đây chính là hai phần quà rất là dễ thương của chương trình dành tặng cho hai khách mời đó chính là hai quả cầu taterium bên này là một cậu bé đang cầm cây nhạc tượng trưng cho music, music. Uh, producer của chúng ta yeah. uh, anh Thái Sơn ha rồi đây là có hai con mèo mèo mèo. <laughs> rồi tượng trưng cho Trịnh Trần. <laughs> Và một lần nữa rất cảm ơn hai khách mời của chúng ta đã đến với chương trình School Life Shift trong ngày hôm nay. Sẽ chúc cho cả hai sẽ có nhiều thành công, may mắn, bình an và thật nhiều những dự án chấn động trong thời gian sắp tới. <laughs> cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. <laughs>